Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của tập số 327 Khủng Bố Sống Lại. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nội dung giao dịch của tổ quỷ chỉ để hắn mở ra cửa phòng, không có yêu cầu hắn đi vào bên trong. Nhưng vì sự tò mò cùng vì muốn truy tìm chân tướng, cuối cùng Dương Gian vẫn bước vào bên trong căn phòng thần bí này. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là bên trong căn phòng này chưa từng xuất hiện hung hiểm như tưởng tượng. Ngược lại, nó giống như là khuê phòng của một cô gái sắp xuất giá. Mặc dù hỷ sự nên mới bố trí toàn bộ mọi thứ có màu đỏ, nhưng mà vì hiện niên đại quá lâu, mọi thứ đã trở nên cũ kỹ, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác không hài hòa, quỷ dị. Với lại, sau khi quan sát một lúc, Dương Gian phát hiện ra ở trong căn phòng này có quá nhiều vị trí trống. Ví dụ như chỗ đặt giường kia đã thiếu mất một chiếc giường màu đỏ. Ở bên cạnh nó hình như đã rất thích hợp để đặt một chiếc tủ gỗ, còn thiếu mất một chiếc ghế gỗ màu đỏ. Hay ở bên bàn trang điểm không có gương cùng đồ trang điểm. Nhìn như rất bình thường, nhưng thực chất bên trong này thiếu sót quá nhiều thứ then chốt. Ngay khi Dương Gian đang đứng trong phòng mà quan sát mọi thứ, ở ngoài cửa một bóng người thon dài chiếu vào bên trong căn phòng. Bóng người này xuất hiện ở dưới chân của Dương Gian, khiến cho căn phòng đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ này hơi tối sầm lại. Ở ngoài cửa có người sao? Giờ khắc này Dương Gian đột nhiên giật mình. Trong lòng quán hiểu rất rõ, người xuất hiện ở ngoài cửa tuyệt đối không phải là đám người Lý Dương, Phiền Hưng, Chu Đăng. Bởi vì nếu là bọn họ muốn tìm hắn, chắc chắn sẽ kêu to, phát ra tiếng động. Cho nên thứ đứng ngoài cửa sau lưng hắn là quỷ. Âm một tiếng, Dương Gian đột nhiên ra tay. Hắn vừa quay người, mắt quỷ lập tức mở ra, dùng một cỗ lực lượng vượt qua cực hạn của nhân loại để ném cây trường thương ra ngoài. Phía đầu dính đinh nóng quan tài và cây trường thương vẫn còn cố định lấy một đứa bé sơ sinh, không hề gỡ xuống. Nhưng mà nếu đinh đóng quan tài có thể một lần xuyên qua thân thể hai con lệ quỷ mà nói, nó cũng sẽ coi thành một con lệ quỷ để áp chế. Chỉ là cái này còn có một điều kiện, đó chính là không được gạt con lệ quỷ thứ hai ra ngoài. Nếu không, đinh đóng quan tài sẽ mất đi hiệu lực. Một tiếng động cực lớn vang lên, cây trường thương đứt nẻ bay thẳng về phía cửa phòng, đính vào vách tường phía đối diện. Ngoài cửa, bóng dáng kia khẽ vặn vẹo, lay động một cái, sau đó biến mất. Dương Gian quay đầu, sau lưng không hề có một ai. Đòn tập kích đột nhiên này của hắn ta không phát huy tác dụng, không cố định được con lệ quỷ kia. Ngay khi hắn định đi ra ngoài xem xét tình hình một chút, thì thân thể của Dương Gian lại một lần nữa cứng đờ. Không biết từ lúc nào, ở trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người. Đó là một cô gái, một chiếc sơn xám màu đỏ. Lúc này người kia đang ngồi chải đầu bên cạnh bàn trang điểm. Bởi vì trên bên bàn trang điểm không có gương, cho nên Dương Gian không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của bóng lưng này. Cho dù hắn sử dụng mắt quỷ để thăm dò cũng không được. Nó bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, không cách nào có thể nhìn xuyên qua thân thể của người này. Đã tiến vào trong phòng, trong lòng Dương Gian khẽ trầm xuống. Có lẽ lúc còn sống, mục đích khi khóa cửa căn phòng này lại của người chủ nhân kia chính là muốn ngăn cản lệ quỷ xâm lấn vào chỗ này. Hiện tại hắn tìm được chìa khóa, đồng thời còn mở cửa ra, nói không chừng sẽ khiến cho một loại chuyện nào đó không thể nghịch chuyển xảy ra. Bộ sơn giám kia tương đối là quen thuộc, là trên người của Liễu Thanh Thanh. Trong lúc dò xét, Dương Gian cũng khẽ lui về sau mấy bước. Hắn khẳng định gỡ lấy cây trường thương nứt nẻ đang găm trên vách tường. Thế nhưng khén gỡ ra cây trường thương này, ở đầu gắn đinh đóng quan tài, cỗ thi thể đứa bé sơ sinh khủng bố đã biến mất, không thấy đâu nữa. Dường như vừa rồi hắn dùng lực lượng quá mạnh, khiến cho cây trường thương đâm xuyên vào tường, làm cho cỗ thi thể đứa bé kia
tuột ra khỏi đinh đóng quan tài. Dù sao thân thể của nó cũng quá là nhỏ, dù đâm xuyên qua đi nữa thì cũng không quá chắc chắn. Đây là một sai lầm. Dương Gian chỉ hơi nhìn ngó một chút, cũng không quá để ý. Mặc dù đứa bé kia khá là đáng sợ, nhưng chạy mất rồi thì thôi. Trong chỗ này đâu đâu cũng có quỷ, thêm một hay là hai con thì chả khác gì cả. Ngược lại, thứ đang xâm nhập vào trong căn phòng này lại khiến cho anh ta để ý hơn. Lại là Liễu Thanh Thanh sao? Nhìn bóng lưng có chút giống cô ta, nhưng lại tồn tại một loại cảm giác xa lạ, nói không nên lời. Hình như mình có thể nhìn thấy bóng dáng của một con lệ quỷ từ trên người cô ta. Mắt quỷ Dương Gian nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Trong tầm nhìn của mắt quỷ cũng tồn tại một bóng mơ hồ đang trồng vào bóng lưng ở trước mặt, cứ như xuất hiện trong ảnh vậy. Nhưng loại trọng ảnh này không phù hợp, giống như đang bị quỷ nhập vậy. Giờ phút này mũi của Dương Gian khẽ động, hắn ngửi được một mùi, là mùi thơm. Mùi thơm này tương đối quen, chính là mùi của ba nén nhang trước quan tài màu đỏ kia phát ra khi đốt cháy. Hiện tại loại mùi thơm này kia lại xuất hiện ở trong phòng, dường như nó bay ra từ người cô gái kia vậy. Nhang sao? Sắc mặt của Dương Gian khẽ biến. Nghĩ đến việc trước đó Chu Đăng từng gián tiếp phá hủy ngôi mộ thứ hai, theo như tên kia nói, bên dưới ngôi mộ này là chôn lấy một cô gái tương đối xinh đẹp. Quả nhiên đây là nữ quỷ bên dưới ngôi mộ kia. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bóng lưng thướt tha kia. Một lần nữa mở ra quỷ vực tầng 6. Bất kể là Liễu Thanh Thanh hay là nữ quỷ bên trong mộ kia, trực tiếp sử dụng đinh đóng quan tài cố định rồi lại tính sau. Kẹo lại đêm dài lắm mộng. Mặc dù bóng người kia không có động tĩnh, nhưng mà Dương Gian cũng sẽ không có ngây thơ đến mức cho rằng thứ này không có lực uy hiếp. Không một chút chần chờ, mắt quỷ đột nhiên mở. Điệp gia mở ra 6 tầng quỷ vực. Dưới sự bao phủ của quỷ vực tầng thứ này, toàn bộ mọi thứ đều tạm dừng. Chỉ có như vậy hắn mới bảo chứng đinh đóng quan tài có thể thuận lợi đâm trúng vật kia. Sau khi mở ra quỷ vực, mọi thứ trước mắt vẫn cứ như rơi vào trạng thái chết lặng vậy. Nhưng mà bản thân Dương Gian lại có thể hoạt động, bởi vì sau mấy lần sử dụng, hắn cũng đã học khôn. Hắn chỉ dùng quỷ vực tầng 6 bao phủ mọi thứ ở xung quanh, còn bản thân thì lại ở bên ngoài quỷ vực. Kể từ đó mọi thứ bên trong quỷ vực không thể động, nhưng bản thân hắn bên ngoài lại có thể động. Nhưng ngay khi hắn đang định hành động, cảnh tượng không thể tin đột nhiên xuất hiện. Bên trong căn phòng, bóng người quỷ dị ngồi trước bàn trang điểm lại chậm rãi đứng dậy. Dáng người cao gầy, hai chân thon dài, kết hợp với bộ sườn xám màu đỏ khiến cho cô ta trở nên cực kỳ mỹ lệ. Phía dưới hai chân là một đôi giày cao gót, cũng có màu đỏ đậm. Cách phối hợp quỷ dị như vậy khiến cho người ta vừa nhìn qua thì liền khó có thể quên được. Còn có thể cử động sao? Giờ khắc này Dương Gian mở to hai mắt. Mặc dù hắn biết bên trong quỷ vực tầng 6, quỷ càng lợi hại sẽ khôi phục hành động càng nhanh, nhưng có thể khôi phục được hành động ngay lập tức như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cây trường thương cầm chặt trong tay còn có chút chần chừ, không còn cần thiết phải ra tay nữa. Bởi vì nếu ngay cả quỷ vực tầng 6 cũng không thể nào giam giữ được nó, thì khả năng định trụ được con lệ quỷ này là hầu như bằng không. Lần thất bại hồi nãy đã có thể chứng minh rõ mọi thứ. Đầu tiên tách rời, sau đó lại giam giữ. Dương Gian lập tức thay đổi sách lược. Hắn cũng không nghĩ rằng bản thân có thể làm một lần là có thể thành công, vì thế quyết định trước dùng thanh sải đao tách rời lệ quỷ. Sau khi giảm xuống mức độ kinh khủng của lệ quỷ, lại phối hợp với quỷ vực tầng 6 cùng đinh đóng quan tài là có thể cố định con lệ quỷ này. Quỷ ảnh lắc lư, hắn không định bao phủ ở phía trước mà muốn bao trùm chỗ ngoài cửa. Trước đó con quỷ kia từng đứng ở phía ngoài cửa nên hắn lưu lại môi giới. Khoan, môi giới ở đâu? Dương Gian phát hiện ở trong khu vực quỷ ảnh bao phủ không tồn tại bất cứ môi giới nào, toàn bộ dấu vết cứ như đã bị xóa đi vậy. Là do giày cao gót màu đỏ đậm hay sao? Thứ này có thể khiến cho lệ quỷ không để lại dấu vết sao? Giờ khắc này hắn xem như đã hiểu vì sao quỷ lại mang giày cao gót.
bởi vì giày cao gót chỉ có thể lưu lại một nửa dấu chân, mà điều kiện để cần phát động môi giới lại là toàn bộ dấu chân. Còn dấu chân tàn khuyết lại không cách nào có thể sử dụng thanh xài đao để tập kích. Con người Dương Gian khẽ lấp lóe. Không thể đảm bảo đinh đóng quan tài thành công cố định lệ quỷ. Môi giới thanh xài đao lại không thể hình thành, mà quỷ vật tầng 6 không cách nào hạn chế lệ quỷ. Đây là muốn ép buộc mình phải tiếp cận lệ quỷ để đối kháng sao? Thực ra thủ đoạn quán cũng không chỉ là có nhiều đó. Sau khi tiếp xúc gần, hắn cũng có thể sử dụng thanh xài đao trực tiếp tách rời, hoặc có thể lợi dụng bàn tay quỷ để áp chế lệ quỷ. Chỉ là điểm gần có chút hung hiểm. Nó đưa lưng về phía mình, khiến mình không cách nào sử dụng con búp bê gỗ quỷ dị kia. Nếu không sử dụng thứ kia mà nói, chuyện này sẽ không có bế tắc như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này có hơi khó xử lý. Quỷ đang ở trước mắt, mặc dù nó không hề làm như là nhưng mà lại có thể phá hủy phần lớn thủ đoạn quán. Cứ như nó đã nghiên cứu triệt để toàn bộ thủ đoạn quán ta vậy. Dương Gian hiểu, cái này không phải là do tin tức tình báo của bản thân bị tiết lộ, mà là do cấp độ khủng bố của nó quá cao. Cũng giống như là khi hắn đối mặt với cảnh sát quỷ vậy. Một số thứ nhìn như là có thủ đoạn, nhưng mà thực tế chúng đều vô dụng, không có đất dụng võ. Đến cuối cùng hắn cũng không thể tìm ra quy luật giết người của quỷ để mà sống sót. Không ngờ lần này hắn còn gặp phải tình huống tương tự. Chờ một chút. Ngay khi Dương Gian định mạo hiểm tiến gần lệ quỷ, hắn khẽ dừng chân, ở trong đầu đột nhiên nghĩ rõ ràng. Vì sao bản thân lại muốn liều mạng với con lệ quỷ này? Mục đích lần này của hắn chính là vì đưa thư cùng sống sót rời khỏi đây. Con lệ quỷ này đã xuất hiện trong phòng, vậy cứ để cho nó ở trong phòng là được rồi, cần gì phải tự kiếm chuyện chứ. Nếu lúc này ra tay mà nói, khả năng cao hắn sắp phải liều mạng. Chỉ vì giam giữ một con lệ quỷ không biết cấp bậc liền mạo hiểm, cái này có chút thiệt thòi. Chỗ quỷ quái này có nhiều nguy hiểm như vậy, nếu nó đã xuất hiện, vậy cần gì phải để ý tới. Dù sao đi nữa, cuối cùng nó cũng chưa chắc có thể xâm lấn đến thế giới hiện thực. Dương Gian có ý định muốn lùi bước. Không phải hắn không dám liều mạng, mà là sợ đánh xong bản thân cũng bị hãm hại ở bên trong tòa cổ trạch này. Hắn còn chưa có quên, ở bên trong tòa cổ trạch này có rất nhiều lệ quỷ đã khôi phục. Ông lão bên trong cỗ quan tài kia cũng là một uy hiếp cực lớn. Số lượng đồ vật hắn cần xử lý nhiều đến mức không đếm xuể. Dương Gian sờ mặt lại, quan sát mọi thứ bên trong căn phòng. Mặc dù trong lòng hắn biết những thứ này đều là vật phẩm linh dị, nhưng mà cũng không có ý định lấy đi. Giờ phút này mà lòng tham có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Nên rời đi thôi. Hắn quyết định rời khỏi căn phòng này. Nhưng khi chân trước quán vừa bước ra ngoài cửa, thì cô gái mặc sườn xám màu đỏ bên trong căn phòng đột ngột quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt mơ hồ. Không, không thể coi là mơ hồ. Bởi vì trong tầm mắt của Dương Gian, khuôn mặt này là do có hai khuôn mặt chồng lên nhau. Hai khuôn mặt này tương đối giống nhau, nhưng có một chút khác biệt. Trong hai khuôn mặt này có một khuôn mặt tương đối quen, đó là Liễu Thanh Thanh. Lúc này khuôn mặt Liễu Thanh Thanh đang nhắm chặt hai mắt. Còn khuôn mặt còn lại là một cô gái xa lạ, cũng rất xinh đẹp, hoàn mỹ, không một chút tì vết. Hai con mắt đen nhánh, sáng ngời, chỉ là bên trong nó không có thần thái, lộ ra vẻ âm u đầy tử khí, giống như thần thái của tử thi vậy. Dương Gian khẽ hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là thân thể Liễu Thanh Thanh, cô ta đã bị lệ quỷ xâm lấn. Ngay khi nhìn thấy chiếc sườn xám màu đỏ, hắn đã nghĩ đến lệ quỷ, chỉ là còn chưa xác nhận mà thôi. Hiện tại hắn đã xác nhận được rồi, đây chính là nữ quỷ chui ra từ ngôi mộ kia. Mùi thơm trên người nó đã minh chứng hết thảy. Dương Gian, đột nhiên một giọng nói của một phụ nữ vang lên, là giọng nói của Liễu Thanh Thanh, nhưng mà ngữ điệu lại không có giống, là một người xa lạ. Có thể nói chuyện sao? Đùa cái gì vậy? Giờ khắc này lông tơ trên người Dương Gian giống như nổ tung, tất cả đều dựng ngược. Giống như lệ quỷ đã xâm lấn đến mức ý thức của Liễu Thanh Thanh, lấy được trí nhớ của cô ta, thậm chí còn nhận ra hắn ta nữa. Hay là
Liễu Thanh Thanh vẫn còn sống. Cô ta đang dùng ý thức còn sót lại để nói chuyện với mình. Cô lại. Dương Gian lạnh lùng nhìn, không một chút sợ hãi. Một người đã chết từ lâu. Liễu Thanh Thanh lần nữa mở miệng, vẫn là giọng điệu của một người xa lạ, khiến cho người ta cảm thấy có chút băng lãnh. Dương Gian hỏi lại, cô còn có ý thức không? Liễu Thanh Thanh nói, tôi chỉ có thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, tôi sẽ biến mất. Đến khi đó cô ta sẽ tỉnh lại một lần nữa. Cô ta ở đây chính là Liễu Thanh Thanh. Thời gian một nén nhang. Sắc mặt Dương Gian co lại. Thời gian một nén nhang là bao lâu? Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, cái đó còn phải xem tình huống. Nói như vậy cô chính là ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, có người dùng một nén nhang để tỉnh lại phần ý thức cuối cùng của cô. Nhưng mà phần ý thức này sẽ không để duy trì quá lâu. Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ bị lệ quỷ trong thân thể cắn nuốt hết, hoàn toàn khôi phục. Dương Gian hiểu cực kỳ rõ hàm nghĩa trong câu nói của người kia. Liễu Thanh Thanh nói, đúng vậy, cậu rất thông minh. Mỗi người chúng ta đều bảo lưu lại một nén nhang ý thức. Tại thời điểm quan trọng nào đó, có thể đánh thức đoạn ý thức này. Nhưng đây cũng là đoạn ý thức cuối cùng. Sau khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn chết đi, không còn xuất hiện tại bên trên thế giới này nữa. Sắc mặt Dương Gian khẽ động. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Người ở thời kỳ dân quốc đã có thể làm được chuyện như vậy. Đem đoạn ý thức cuối cùng lưu giữ đến một thời điểm nào đó, có thể tỉnh lại, lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Tuy nhiên vì sao người lại lưu lại thời gian một nén nhang? Liễu Thanh Thanh chậm rãi đáp, vì ứng phó một số chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là lần này tôi không nghĩ lại có người đánh thức tôi. Quá sớm. Tôi không nên tỉnh lại sớm như vậy. Mà thôi, đổi sang cái đề tài khác đi. Tôi nghĩ hẳn cậu có rất nhiều vấn đề. Tôi có thể nói cho cậu biết một số thứ. Sắc mặt Dương Gian hơi động. Dường như là hôm nay hắn có thể giải khai được rất nhiều nghi hoặc. Khả năng có một vị ngự quỷ nhân từ thời kỳ dân quốc mượn nhờ một nén nhang, để cho ý thức vốn đã biến mất lần nữa thức tỉnh, đồng thời sống lại. Khó có thể tưởng tượng nổi. Theo như ý nghĩa mà nói, loại phục sinh này còn khó hơn cả phục sinh bình thường. Bởi vì người phục sinh còn cần khống chế lại lực lượng linh dị một lần nữa. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh kia. Không, hiện tại hẳn không thể gọi là Liễu Thanh Thanh nữa, mà chính là ý thức của một vị ngự quỷ nhân lạ lẫm của thời kỳ dân quốc. Người này là ai? Cái này không còn quan trọng. Điểm quan trọng người này chính là nhân vật thời kỳ dân quốc, hơn nữa còn là người của giới linh dị thời kỳ dân quốc. Lượng tin tức mà người này biết khả năng nằm ngoài tưởng tượng. Hiện tại quan trọng là nhìn xem người này có muốn nói gì, nói ra cho hắn hay không. Dương Gian trực tiếp hỏi vấn đề đầu tiên. Ông lão bên trong cổ trẻ kia lại. Liễu Thanh Thanh cười, nụ cười có vẻ hơi quỷ dị. Là người giống như tôi, cũng giống như các cậu hiện tại. Có người sống, cũng có người chết. Người còn sống cần phải thổ vững những vùng đất linh dị. Người chết thì phải chuẩn bị kỹ hậu sự cho bản thân. Ông ta lợi hại hơn tôi rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có thời điểm không chịu đựng nổi. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, lại trực tiếp hỏi ra vấn đề lớn ở trong lòng hắn. Cần làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục? Liễu Thanh Thanh kia nói, không thể giải quyết. Nếu có thể xử lý được vấn đề này mà nói, chúng ta cũng không cần phải chết. Cho nên tôi sẽ không nói cho cậu biết phương pháp khống chế lệ quỷ. Mỗi một thời đại đều có tự đặc sắc riêng của nó. Có lẽ thời đại này các cậu có thể tìm ra một con đường đặc biệt, vượt qua đám người bọn tôi. Dương Gian co mày nói, không phải trong đám các cô còn có người sống đến hiện tại sao? Liễu Thanh Thanh nói, không phải cậu cũng sống đến giờ sao? Hiểu. Dương Gian hiểu ý tứ trong lời nói của Liễu Thanh Thanh. Mỗi thời đại đều sẽ có một ngự quỷ nhân đi được rất xa, nhưng mà những con đường này không thể phục chế, bởi vì đó là kết quả giữa cái chết và vận khí.
Dù biết rõ phương pháp, cái đó cũng chỉ là thành như là một chuyện xưa, chỉ dùng để nghe, không thể sử dụng. Giống như Tần lão vậy, từ trong bụng mẹ đã trở thành dị loại. Phương pháp như vậy có thể phục chế sao? Hoặc là giống như là Vương Sát Linh, trực tiếp kế thừa vương gia đời thứ nhất, đời thứ hai đã hóa thành lệ quỷ. Cái này cũng không phải là thứ mà người khác có thể học theo. Cho nên Dương Gian không hề xoắn xuýt trên phương diện này nữa, mà tiếp tục hỏi: chỗ này là chỗ nào? Không tồn tại trong hiện thực sao? Còn cần phải thông qua xe buýt quỷ mới có thể đi đến sao? Liễu Thành Thành chậm rãi di chuyển bên trong phòng. Nói theo cách mà cậu có thể hiểu, thì cái này là một quỷ vực, ngăn cách với thực tế. Nhưng cuối cùng nó sẽ biến mất đi cân bằng, lần nữa xuất hiện trong hiện thực. Còn xe buýt quỷ chỉ là một món công cụ để di chuyển qua lại giữa các khu vực đặc thù mà thôi. Cô ta khẽ sờ sờ đầu. Chỗ lúc trước bị chùy gỗ nhuốm máu lõm xuống hiện tại đang dần dần khôi phục. Rất nhanh, thân thể Liễu Thanh Thanh lần nữa phục hồi lại bộ dáng hoàn mỹ, vô khuyết. Thấy vậy, thần sắc Dương Gian hơi động, tiếp tục hỏi: vì sao trên thế giới này có quỷ? Đầu tiên Liễu Thanh Thanh hơi chút giật mình, sau đó cười, cười rất tươi. Cô ta khẽ đưa tay che miệng, giống như đang nghe một chuyện gì đó rất nực cười vậy. Dương Gian nhíu nhíu mày nói: chuyện này rất buồn cười sao? Liễu Thanh Thanh di chuyển. Cô ta mặc giày cao gót, bước chân thon dài, dáng người ưu nhã, để lộ ra cảm giác một vẻ đẹp cổ điển. Đi đến trước mặt Dương Gian, cô ta mỉm cười nói: chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng nghe qua chuyện ma sao? Dương Gian nói: nghe qua, nhưng đó hẳn là giả. Liễu Thanh Thanh nói: làm sao cậu biết những cái đó là giả? Khi những chuyện xưa kia lưu truyền, chân tướng đều che giấu ở bên trong. Với lại tầng thứ hiện tại của cậu quá thấp, không phải lúc hỏi thăm chuyện này. Chờ cậu sống thêm 3 năm, có thể đến đây thắp nhang tỉnh lại người thứ hai, người đó sẽ nói cho cậu biết chuyện này. Tầng thứ quá thấp. Bản thân Dương Gian là ngự quỷ nhân đỉnh cấp, khống chế 3 con lệ quỷ, cho thành dị loại, nắm giữ năng lực khởi động lại. Đồng thời hắn còn sở hữu đinh đóng quan tài cùng với thanh xài đao. Như vậy mà hắn còn bị đánh giá là tầng thứ quá thấp sao? Dương Gian lạnh lùng nói: nếu cô không muốn tiết lộ tin tức, như vậy cần gì phải giao lưu với tôi? Hắn cảm thấy người ở thời kỳ dân quốc chưa hẳn đã là chết hết. Đồng thời cũng không phải là bọn họ không có biện pháp đem tin tức truyền lại cho hậu nhân, mà là dường như bọn họ cũng có ý định vùi lấp những tin tức này. Nếu bọn họ thực sự muốn để một số chân tướng cho hậu nhân mà nói, bọn họ có hàng ngàn, hàng vạn phương pháp. Cho nên, lúc trước những lời Vương Tiểu Minh nói là đúng. Truy tìm về quá khứ không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Quá khứ được chôn vùi, điều này có nghĩa là nó đã bị thất bại. Việc truy tìm một cái quá khứ thất bại chỉ khiến thời gian tiến lên bị lãng phí. Liễu Thanh Thanh nói: tôi tỉnh lại quá sớm. Vốn dĩ tôi định đi đến một nơi nhìn thử xem, nhưng mà hắn ta chết rồi. Vì thế tôi lựa chọn ở lại chỗ này chơi đùa một chút. Không ngờ cậu lại mở ra cái căn phòng này. Dương Gian hỏi: căn phòng này có gì đặc biệt sao? Tôi là vì tù quỷ nên mới tới đây. Liễu Thanh Thanh nói: căn phòng này là một con quỷ. Đúng hơn mà nói thì những vật phẩm màu đỏ đậm kia là những mảnh ghép hình của con lệ quỷ này. Nó đang muốn khôi phục. Chỉ vậy thôi sao? Dương Gian nhìn chằm chằm cô ta, có chút nghi ngờ. Chỉ là một con quỷ còn cần tốn công sức chuẩn bị nhiều thứ như vậy để giam giữ sao? Đinh đóng quan tài, đồ chứa bằng vàng hay là cần một cái quan tài? Như thế nào cũng được sao? Theo như tin tức mà tôi biết được thì nó là như vậy. Dù sao những thứ này cũng không phải là do tôi chế tạo ra. Liễu Thanh Thanh nói, dường như là cô ta chỉ là người tham gia vào chứ không phải là người chế tạo. Lúc này Dương Gian thoáng trầm mặc. Từ bên trong miệng của vị ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc này, hắn không lấy được quá nhiều tin tức. Hắn không thể tìm đến ngọn nguồn của lệ quỷ, cũng không thể đạt được cách khắc chế lệ quỷ khôi phục.
thậm chí còn không thể mở ra rất nhiều bí mật của lực lượng linh dị. Phía trên bưu điện quỷ tầng thứ 5, có cái gì? Không còn cách nào khác, Dương Gian đành từ bỏ việc mơ tưởng đến những vấn đề xa kia. Hắn trực tiếp hỏi một số chuyện trước mắt. Liễu Thanh Thanh lần nữa cười cười. Phía trên tầng thứ 5 còn có tầng thứ 6. Đó mới là hạch tâm của bưu điện quỷ. Nhưng tầng thứ 6 chỉ có thể chứa một người. Đồng thời người tiến vào tầng thứ 6 sẽ ở đó mãi mãi, cả đời không cách nào rời khỏi bưu điện quỷ. Dương Gian nhíu mắt. Vì cái gì? Tin tức này tương đối hữu dụng, Liễu Thanh Thanh nói. Bởi vì người ở đó sẽ khống chế toàn thể bưu điện quỷ. Đáp án này có được không? Càng ngày câu hỏi của cậu càng ấu trĩ. Rất nhiều chuyện cậu hoàn toàn có thể tự khai quật. Ở chỗ này hỏi han tôi không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Cậu nên đi ra ngoài. Ở trong tòa cổ trạch này 7 ngày là nhiệm vụ của bưu điện quỷ. Hoàn thành nó cậu mới có tư cách leo lên tầng thứ 5. Dường như cô ta đã mất đi hứng thú, không muốn giải thích nữa, liền quay người đi vào trong căn phòng. Dương Gian lạnh lùng nói. Đối với cô mà nói, những vấn đề này rất là ngây thơ. Nhưng mà đối với những người như chúng tôi, đó lại là việc cần dùng mạng để đi đổi. Lúc trước cô chết đi bị người chôn cũng không phải là không có nguyên nhân. Dạng người có tính cách tùy hứng như vậy, không sống nổi cũng là điều hợp tình hợp lý. Dường như lời này đã xúc phạm đến người của thời kỳ dân quốc kia. Cô ta dừng lại, đồng thời ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh. Cái này không phải là ảo giác, mà là sự âm lãnh. Cứ như lệ quỷ đang thức tỉnh, lực lượng linh dị xâm lấn thân thể. Quỷ ảnh của Dương Gian khẽ lắc lư, chống lại ảnh hưởng từ xung quanh. Tay hắn cầm chặt cây trường thương. Tức giận sao? Như vậy mới đúng chứ. Thời gian của cô đã không còn lại bao nhiêu, dứt khoát giao lại trí nhớ cho tôi là được. Tôi có thể giúp cô sống sót trên thế giới này càng lâu, đi càng xa, xử lý càng nhiều chuyện linh dị. Hắn không hề hài lòng đối với những đáp án của cô gái này, cho nên hắn muốn tự chủ động hành động một lần. Nếu thắng, hắn có thể kế thừa được trí nhớ của một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong thời kỳ dân quốc. Còn thua, có lẽ hắn sẽ được mai táng ở bên trong cổ trạch. Hành động rất lỗ mãng, nhưng mà Dương Gian lại không cho rằng như vậy. Bởi vì hắn không biết, sau khi bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu. Liễu Thành Thành chậm rãi xoay người lại. Làm sao cậu có thể đánh cắp được trí nhớ của một người sống từ trên người của lệ quỷ? Quả nhiên, cậu cũng đã trở thành dị loại. Xúc động vừa mới xuất hiện của Dương Gian đã lập tức bị dập tắt. Cô ta chỉ tỉnh lại trong một quãng thời gian ngắn ngủi, còn trên bản chất vẫn là một con lệ quỷ. Chỉ vì lực lượng của một nén nhang nên mới giúp cô ta có thể tỉnh táo trong một thời gian ngắn ngủi. Một khi thời gian hết đi, ý thức cô ta sẽ tiêu tán. Cái này không khỏi giống như Dương Gian. Nếu đến một ngày quỷ ảnh quán khôi phục, như vậy ý thức của bản thân hắn sẽ bị áp chế, bị lệ quỷ cắn nuốt hết. Nhưng mà phần ý thức này không hề biến mất, nếu thông qua một loại thủ đoạn nào đó vẫn có thể thức tỉnh. Chỉ là ý thức do quỷ khống chế đã không thể nào đánh cắp. Giữa hai lực lượng linh dị và va chạm với nhau, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chết máy. Cho nên đây là Liễu Thanh Thanh đã nhắc nhở Dương Gian. Hiện tại cho dù cô ta đứng yên cho Dương Gian đánh cắp, hắn cũng không thể nào làm được. Thậm chí hắn còn vì thế mà chết đi nữa. Thời gian của tôi sắp tới rồi, Liễu Thanh Thanh bất chợt mở miệng. Cô ta giơ tay lên, vốn dĩ cánh tay trắng nõn mịn màng đột nhiên bắt đầu khô gầy, xuất hiện thi ban, thậm chí đã hơi hơi hư thối. Màu da trên người cũng đã trở nên ảm đạm, ngay cả bộ sơn xám kia cũng có vẻ là tươi đẹp như lúc trước nữa. Trong không khí, mùi thơm kia đã xen lẫn một ít mùi thi thối nhàn nhạt. Hiển nhiên, một nén nhang kia đang bắt đầu mất đi hiệu lực. Cô ta sắp sửa trở thành một con lệ quỷ. Cậu nên rời đi. Trước khi tôi bị mất khống chế, tôi sẽ xử lý ổn thỏa bên trong căn phòng này. Còn người này sẽ không chết, cô ta vẫn có thể sống thật tốt. Đồng thời tôi sẽ đưa cho cô ta một món lễ vật. Liễu Thành Thành lập tức quay đầu. Cô ta chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm, sau đó ngồi xuống, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Dương Gian. Thấy vậy, Dương Gian đành từ bỏ. Hắn không ra tay với Liễu Thành Thành, bởi vì nó không có ý nghĩa gì cả. Nếu không thể đánh cắp trí nhớ mà nói, lần động thổ này không mang đến bất cứ một chỗ tốt nào.
người kia đang ở biên giới bị thức tỉnh. Nếu còn tiếp tục kích thích mà nói, chỉ sợ thời gian một nén nhang này còn bị rút ngắn lại nữa. Đến lúc đó chuyện này không còn là người đối kháng với người nữa, mà là người đối kháng với một con lệ quỷ khủng bố. Thế nhưng Dương Gian lại không cam tâm rời đi. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua đảo lại trong nhà, giống như đang đắn đo, muốn mang đi thứ gì đó. Hắn không thể di chuyển tay không như vậy được. Cậu cầm lấy thứ này đi. Ngày nào đó gặp được con quỷ kia, có lẽ nó sẽ giúp được cậu. Cô gái mặc sơn xám kia lần nữa mở miệng. Cô ta lôi một vật từ trong bàn trang điểm ra ngoài, sau đó tiện tay ném cho hắn. Là một vòng tay bằng ngọc, màu đen, nhưng bên trong có chút tiên diễn, giống như là bị máu tươi thấm vào. Vòng tay rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy, nhưng mà không hề bị vỡ. Đây là vật phẩm linh dị, dù nhìn qua rất yếu ớt, nhưng mà chỉ cần lực lượng linh dị còn tồn tại, nó sẽ không bị hư hao. Dương Gian hỏi, thứ này làm được gì? Cô gái kia không lên tiếng, mà chỉ nhẹ nhàng ngân nga một khúc nhạc, là của một bộ phim cực kỳ cổ, ở bên trong mang theo một chút hoài niệm cùng với thương cảm. Mái tóc đen kia của cô ta đang rủ xuống, bộ sườn xám tươi đẹp kia cũng bắt đầu trở nên cũ kỹ hơn, cứ như mọi thứ đang nhanh chóng già đi cùng hư thối. Nhưng mà đây chẳng qua là trọng ảnh, còn Liễu Thanh Thanh thực sự vẫn nhắm chặt hai mắt, ngồi yên tại chỗ như trước, không có nhận bất cứ một ảnh hưởng nào. Nhưng mà những thứ ở đây chỉ có mắt quỷ Dương Gian mới có thể thấy được rõ. Dưới ánh mắt của người bình thường, trọng ảnh và Liễu Thanh Thanh đều là một, không hề có phân biệt. Dương Gian không nói lời nào cả, chỉ nhặt chiếc vòng tay kia lên, sau đó xoay người rời đi. Tình thế trở nên ác liệt, hắn cũng không cần thiết cùng so đo với một lệ quỷ sắp khôi phục. Trước khi rời đi, hắn thậm chí còn đem cửa phòng đóng lại, tuy nhiên không khóa cửa vì hắn muốn lấy nó đi. Dương Gian, hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại. Ở bên trong căn phòng màu đỏ đậm, một thanh âm lẩm bẩm khẽ vang vọng, trong đó kèm theo ý cười. Hoàn thành xong giao dịch với tù quỷ, biết được tầng thứ 6 của bưu điện quỷ, lại nhận được một chiếc vòng tay màu đỏ đậm, dường như chuyến đi này cũng không tính là quá thua thiệt. Trong đầu Dương Gian khẽ quay đầu nhìn. Hắn không dám đến gần căn phòng kia, bởi vì phía sau cánh cửa kia không còn là Liễu Thanh Thanh, mà chính là một con lệ quỷ khủng bố. Căn phòng kia tồn tại cấm chế, ngăn cách toàn bộ mọi người, không thể bước vào. Lúc này có khóa hay là không khóa phòng đã không quan trọng nữa. Sau khi chỗ này không còn giá trị để ở lại, hắn liền trở về theo đường cũ. Lách qua đám người quỷ dị kia, hắn đã trở lại đại sảnh. Chu Đăng vẫn đứng yên tại chỗ, thấy hắn trở về nên hiếu kỳ hỏi, đội trưởng Dương, cậu trở về rồi sao? Vừa rồi bên kia phát sinh chuyện gì? Vì sao không có động tĩnh? Nhưng khi nói chuyện, ánh mắt hắn ta lại dừng lại trên chiếc vòng tay màu đỏ đậm ở trong tay Dương Gian. Dương Gian hỏi, không có động tĩnh sao? Không phải chứ, chỗ bên kia tôi gặp Liễu Thanh Thanh, tuy nhiên đó không phải Liễu Thanh Thanh. Cô ta bị lực lượng linh dị ăn mòn, có một đoạn ý thức không thuộc về cô ta đang nói chuyện với tôi. Mấy người không nghe thấy sao? Khoảng cách gần như vậy, hẳn bọn họ đều nghe được mới đúng chứ. Nhưng không chỉ Chu Đăng, mà ngay cả những người khác bên cạnh đều lắc đầu, biểu thị bản thân không nghe thấy. Dương Gian biến sắc, mắt quỷ quán lần nữa nhìn về phía lối nhỏ. Căn phòng còn khóa lại lúc trước bị biến mất, hiện tại chỗ kia chỉ còn cách vách tường, không có bất cứ phòng nào. Còn người Dương Gian lấp lóe, trong lòng không khỏi suy đoán. Biến mất không thấy gì nữa, là do cô gái thời kỳ dân quốc kia làm sao? Cô ta muốn mang đi toàn bộ mọi thứ, kế đó tìm một chỗ xử lý những chuyện còn lại. Xem ra đội trưởng Dương đã tiến vào trong chỗ nào đó không tồn tại. Lực lượng linh dị đã quấy nhiễu mọi thứ, khiến cho chúng tôi không thể nào biết được tình huống. Nếu vậy, đội trưởng Dương, cậu không ngại nói cho bọn tôi biết một ít chứ? Chu đang hỏi thăm, nhưng con mắt lại nhìn chằm chằm vào vòng tay kia của Dương Gian, cứ như hắn ta muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu tin tức, sau đó nghĩ cách tìm đến chỗ kia.
Không có chuyện gì. Coi như là tôi rời đi một lát đi. Không nên hỏi. Lần này nhiệm vụ đưa thư vẫn chưa hoàn thành, nguy hiểm vẫn còn tồn tại, không nên tò mò đối với những chuyện khác. Dương Gian hít một hơi, thu hồi ánh mắt, không thèm nghĩ đến những chuyện phát sinh lúc trước nữa. Coi như đây là một hồi trải nghiệm ly kỳ. Việc cấp bách lần này vẫn là ổn định cục diện của ngày thứ tư. Dù sao giao dịch với tổ quỷ và nhiệm vụ đưa thư là hai việc khác nhau, ở bên trong không có bất cứ liên quan nào. Chu Đăng nhỏ giọng thì thầm, không nói ra chắc chắn là muốn ăn mảnh. Những chuyện ly kỳ xảy ra trong quãng thời gian Dương Gian rời đi kia, hiển nhiên chỉ có mình hắn ta biết đến. Còn đám người Lý Dương, Chu Đăng, Phiền Hưng, Đại Mạnh, mặc dù khoảng cách khá gần nhưng bọn họ đều lơ mơ, không biết. Thậm chí ngay cả một chút xíu động tĩnh bọn họ cũng không có nghe thấy. Tuy nhiên chuyện bên trong căn phòng đó cũng không gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của cổ trạch. Với lại hiện tại căn phòng kia cũng đã biến mất, coi như tai họa ngầm đã bị xóa đi. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đó là một tin tức tốt. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không gia tăng nguy hiểm, nhưng nó cũng không đưa đến quá nhiều sự giúp đỡ. Ở bên trong cổ trạch, đám người vẫn còn phải đối mặt với hung hiểm đến từ đầu thất. Nhưng một lúc này, số lượng người sống sót đã không có nhiều. Dương Gian nhìn về phía Chu Đăng nói, không cần xoắn xuýt chuyện này. Hung hiểm ngày phúng viếng vẫn còn, sự cân bằng ở đây chắc chắn không thể nào tiếp tục giữ vững như thế này. Cho nên việc cấp bách hiện tại chúng ta vẫn là quan tâm bản thân nhiều hơn, chứ không phải là quan tâm đến đống đồ vô dụng kia. Sau khi nhặt được tấm mặt nạ ra người, tên gia hỏa này đã bị nghiện, đi chỗ nào cũng muốn nhặt lấy đồ vật đinh dị. Chu Đăng không nói lời nào, chỉ là đứng yên tại chỗ. Con mắt hắn không ngừng đảo vòng vòng. Ánh mắt hắn ta rời khỏi người của Dương Gian, sau đó không ngừng đảo quanh thân của một người quỷ dị đang đứng im bất động trong hành lang. Nhưng đó đâu phải là người, toàn bộ chúng đều là quỷ. Có lẽ chúng không phải là lệ quỷ đã ghép hình hoàn chỉnh, nhưng mà chắc chắn có dính líu đến lực lượng linh dị, chứ không phải là có loại dị loại quỷ nô kia. Cho nên những người ở đây, dù chỉ mang đi ra ngoài một người, đã đủ tạo thành một chuyện linh dị rồi. Mà hiện tại toàn bộ lệ quỷ tụ tập ở đại sảnh, dĩ nhiên chúng đứng yên tại chỗ như vậy là vì ông lão bên trong quan tài kia. Dương Gian mở miệng nói tiếp, thời gian của ngày hôm qua, thời gian của ngày hôm nay còn rất dài, muốn yên ổn cứ thế này mà vượt qua một đêm như vậy không thể. Cho nên tiếp theo đây, bất kể xuất hiện nguy hiểm gì, chúng ta đều phải đứng ra ứng phó với nó. Nếu chịu nổi, vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ trải qua một cách yên bình vô sự. Còn không chịu được thì kết quả thế nào tôi không nói nhiều. Trên người hắn đang mặc bộ tăng phục vừa bẩn vừa cũ, có thể ngăn cách cảm giác của lệ quỷ. Những người khác đều nhìn lấy hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Ở trong góc tường, Ưng Ca vừa chơi đùa với viên xúc sắc ở trước mặt nói, ngày thứ tư phúng viếng, còn ngày thứ năm là quỷ yến. Ba bát cơm kia là điểm mấu chốt. Có lẽ ở ngày thứ năm, chúng ta có thể đưa toàn bộ lệ quỷ ra tràn vào trong đại sảnh rời đi. Cho nên chúng ta chẳng những là phải sống, mà còn cần giữ được ba bát cơm kia, không thể dùng trước hoặc là đánh mất chúng được. Hắn ta cũng không hề kiêng kỵ cái gì, bởi vì trên người đang có nguyền rủa của hộp âm nhạc, cộng thêm quỷ xúc sắc, hắn ta hoàn toàn có thể đối phó với đại đa số lệ quỷ ở trong chỗ này. Mặc dù không nhất định có thể giải quyết chúng, nhưng mà ít ra sống sót của hắn đã được đảm bảo, chỉ là không sống được quá lâu mà thôi. Lời này của cậu khá có lý. Dương Gian cũng không có phản bác, mà ngược lại đồng ý với hắn ta. Ở ngày thứ năm, ba bát cơm kia có lẽ đã đạo cụ trọng yếu để tiễn đưa những con lệ quỷ rời khỏi đây. Nếu không lệ quỷ ở lại chỗ này mãi mà nói, không sớm thì muộn, toàn bộ mọi người sẽ bị ép cô, căn bản không thể sống đến đầu thất. Hiện tại cứ giữ yên lặng, chậm rãi tiêu tốn thời gian. Chỉ cần không có dị thường, không có lệ quỷ chủ động tập kích, liền không cần quan tâm. Mọi người cứ đứng ở bên cạnh quan tài là được. Dương Gian đi trở về chỗ cũ. Hắn cũng giống như là những người khác, đứng yên bên cạnh cỗ quan tài màu đỏ, thoáng nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua.
Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.